Xin chào quý thầy cô và các bạn, mình tên là Nhật Tiến. Mình là Trúc Phương. Hôm nay mình và Nhật Tiến sẽ trình bày vấn đề thủ dâm ở nam và nữ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đầu tiên, mình xin trình bày về định nghĩa. Đầu tiên là outer course, nghĩa là tình dục không thâm nhập, là chỉ những hành vi kích thích tình dục lẫn nhau mà không quan hệ tình dục đường âm đạo, đường hậu môn hay đường miệng. Thủ dâm hay tự sướng lẫn nhau là một dạng tình dục không thâm nhập. Một vài hành vi tình dục không thâm nhập là an toàn nếu không có sự tiếp xúc của các dịch cơ thể. Thủ dâm, masturbation hay tự sướng là hình thức kích thích bằng tay vào các cơ quan sinh dục để tạo khoái cảm, thường đạt tới mức cực khoái. Và sự kích thích có thể liên quan đến bàn tay, ngón tay, vật dụng hàng ngày, đồ chơi tình dục như là máy rung. Và sự kết hợp của tất cả những cái trên, nó có thể là sự kích thích tự thực hiện hoặc là bởi một người khác. Nhưng bình thường thì thuật ngữ này để chỉ những cái hành động được thực hiện một mình. Thủ dâm và giao hợp là hai hình thức thực hiện tình dục phổ biến nhất của con người. Một số người chỉ có thể đạt được khoái cảm thông qua thủ dâm chứ không phải giao hợp. Tiếp theo mình xin trình bày về thủ dâm ở nữ. Thứ nhất là cách làm. Đối với phụ nữ còn trinh, vùng kính chưa bị thâm nhập hoặc mới bắt đầu thủ dâm thì kích thích âm vật và nấm vú sẽ được khuyến khích và an toàn hơn kích thích âm đạo. Sau này, thủ dâm kết hợp với kích thích âm đạo hoặc quan hệ tình dục sẽ tạo cảm giác cực khoái, co thắt âm đạo. Các kỹ thuật thủ dâm của nữ thường rất nhiều và có lẽ có nhiều hơn nam. Chúng thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố và sở thích cá nhân. Các kỹ thuật gồm vuốt ve hay miết âm hộ hoặc đặc biệt là âm vật bằng ngón tay giữa hay ngón tay trỏ. Thỉnh thoảng, một hay nhiều ngón có thể được nhét vào trong âm đạo và liên tục vuốt ve phần phía trước của âm hộ nơi có điểm G hay điểm U. Nhưng thủ dâm một tay là tốt nhất để an toàn và tránh tạo nhiều tế bào chết ở vùng quanh âm đạo, gây hâm đen bộ phận sinh dục. Sử dụng những dụng cụ hỗ trợ thủ dâm gồm máy rung, dương vật giả để kích thích âm đạo và âm vật. Nhiều phụ nữ mơn trớn hai bộ vú hay kích thích nấm vú bằng tay kia. Thủ dâm hậu môn cũng được một số người ưa thích vì hàng nghìn dây thần kinh cảm giác nằm ở vị trí đó. Tiếp theo, mình xin trình bày về lợi ích khi thủ dâm ở nữ. Thứ nhất là tốt cho sức khỏe tinh thần. Nó được xem như là hình thức giảm căng thẳng hiệu quả. Nó giúp làm tăng lượng máu lưu thông khắp cơ thể và giải phóng endorphins, những hormone hạnh phúc. Đó là lý do tại sao mọi người thường cảm thấy tâm trạng tốt hơn sau khi thủ dâm, kể cả khi không đạt cực khoái. Ngoài ra, thủ dâm ở nữ còn giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ, có tác động tích cực trong việc điều trị chứng mất ngủ. Thứ tiếp theo là cải thiện sức khỏe, ngăn ngừa nhiễm trùng cổ tử cung, giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu, cải thiện sức khỏe, bệnh tim, bệnh tiểu đường loại 2, tăng sức mạnh sàn chậu. Thứ ba là thăng hoa đời sống tình dục, đặc biệt với những người gặp khó khăn trong việc lên đỉnh hoặc sợ hãi khi thực hiện các trải nghiệm tình dục khác. Thủ dâm là một phương án thích hợp giúp chị em thoải mái và tự tin hơn. Thứ tư là giảm các phiền toái về tình dục mãn kinh. Thủ dâm làm tăng lượng máu đến âm đạo, giúp chống lại cảm giác khó chịu của thời kỳ mãn kinh. Thứ năm là giúp giảm các triệu chứng chuột rút trong thời kỳ kinh nguyệt. Phần ba là tác hại. Bất kỳ điều gì nếu như thực hiện quá mức đều có thể gây hại, kể cả thủ dâm ở nữ. Thủ dâm quá mức có thể dẫn đến trài hoặc sưng vùng kính do ma sát quá mức, suy nghĩ về tình dục quá nhiều thay vì thực hiện hoạt động tình dục thực tế. Giảm ham muốn khi nói về tình dục với chồng hoặc bạn trai, chỉ cảm thấy hưng phấn khi quan hệ theo một cách nhất định giống với thủ dâm. Và sau đây thì mình sẽ xin trình bày về cách thủ dâm ở nam. Thì thủ dâm ở nam được làm bằng cách một cách đơn giản là sử dụng nắm lấy dương vật nhẹ nhàng, đưa tay lên và vuốt xuống đến khi đạt được tới cảm giác khoái cảm. Hoặc là mình sẽ sử dụng đến xét tôi. Và cơ chế hoạt động ở việc thủ dâm ở nam là xuất tinh sẽ diễn ra là sự kết hợp của sự co thắt của các ống dẫn tinh. Tinh trùng sẽ được di chuyển từ màu tinh theo các ống dẫn tinh lên túi tinh. Việc cọ sát ở dương vật sẽ làm cương dương vật để làm cái áp suất bên trong niệu đạo bị áp lực căng phồng vượt quá, làm cho đầu dưới bịch kín phải bung ra. Và sau đây thì mình xin nói về lợi ích của thủ dâm ở nam. Thì nó sẽ làm cải thiện
thể chất và tinh thần, là nó sẽ làm cho thư giãn, ngủ ngon hơn, giảm chuột rút, cải thiện tâm trạng, tăng cảm giác vui vẻ, thoải mái, hoặc là giải phóng được năng lượng tình dục. Và thứ hai là đời sống tình dục sẽ thăng hoa hơn, nó sẽ làm giảm cái nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Và ở năm 2016 đã có một cái nghiên cứu là cho thấy rằng những người mà khoảng 20% những người đàn ông xuất tinh ít nhất 21 lần trên một tháng thì nó sẽ giảm được cái nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và nó làm tốt cho tinh trùng. Và sau đó thì việc gì nếu làm quá nhiều thì cũng gây tác hại lớn, thì ở thủ dâm ở nam nếu làm quá nhiều thì sẽ làm cho tổn hại dương vật, làm khả năng tình dục và sinh sản giảm đi, và ảnh hưởng đến các cái bệnh tình dục như là viêm tuyến tiền liệt sớm, xuất tinh sớm, và nó sẽ gây nghiện. Phần trình bày của em và bạn Nhật Tiến đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe.